Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai. Trận thi đấu giữa Nguyễn Anh Tú và Isaac Quyết trong nội dung đơn tại vòng bảng. Vòng bảng đã thắng Kang Joo Hyun. Trận đấu thứ hai của Nguyễn Anh Tú tại vòng bảng. Đảm nhiệm việc truyền thông, tức là đăng tải các bài viết cập bấm tỷ số hay là cài đặt máy quay hay là cài đặt tiếng, và kiêm luôn bình luận và kiêm luôn cả quay chậm. Nên việc sẽ còn nhiều thiếu sót đúng không ạ? Là thông cảm. Một người Anh, một người đam mê bóng bàn và một là chia 4 bảng, mỗi bảng 4 vận động viên. Em đang quay ông bạn, anh bảo em đi quay cử tạ đi. Ngọc Lan thua. Nguyễn Khoa Dự Khánh cũng thua. Thuộc về Anh Tú 0-1. Của Anh Tú. Đúng rồi anh Duy Tấn ạ, mỗi bảng sẽ lấy 2 vận động viên. Liên tiếp 2 pha ném gạch của ba đều rồi. Vâng, sau tiếng Antamao, Frank Matias.
là Isaac Quick, Quick Isaac là vận động viên đứng thứ 72. Mười sáu tuổi đã đứng thứ 72 thế giới rồi. Pha bóng đẳng cấp và rất hay của hai vận động viên và phần thắng đã thuộc về Quick Isaac. Vâng, như vậy là chúng ta cùng quay trở lại với set đấu thứ tư. Không. Bình luận mất cả giọng mà anh ấy bảo là đang phát lại, có đau không? Wow. Vâng, pha bóng đó mà Quick Isaac vẫn phòng thủ được. Giật bóng nghe cái đét cái mà vẫn thủ được, tài thật. Tiền túi và được một số kêu gọi một số nhà tài trợ và Mạnh Thường Quân tài trợ cho đi. Bảy lần 4 9 1 8 8 0. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.